Lo xin chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà mình cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay là mỹ phẩm về rất là nhiều nên là thu live stream. Hôm nay thì mỹ phẩm về rất là nhiều nha mọi người. Đây là mặt nạ nè. Mặt nạ từ Sao Phong. Rất là nhiều ha. Mặt nạ từ Sao Phong nè. Đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ ha. Cái này là có thể là nam và nữ đều sử dụng được hết nha mọi người. Dầu phủ bạc nè. Đây là xịt khoáng ha. Đây là dầu tẩy trang nha, dầu tẩy trang. Đây là xịt khoáng, kem chống nắng nè. Có cả B5 nữa nha, B5. Và son nè, bột rửa mặt nè. Tất cả rất là đầy đủ ha. Cái riêng nó nhỏ quá sợ mọi người không có nhìn thấy được hết đúng không ạ? Đây, không để sao ta. Tại vì mình like là mình sẽ like cái khung đứng, mình không có khai like được cái khung nằm ngang thì mọi người sẽ không thấy được. Nhưng mà rất là nhiều cái dòng mỹ phẩm thì lát nữa thì Thu sẽ giới thiệu đến mọi người ha. Có cả son môi nữa nha mọi người. Đây, tất cả những dòng sản phẩm bên Thu, những dòng mỹ phẩm bên Thu đều chiết xuất từ tinh chất nhiều hơn người Tây hết nha. Nên mọi người khi mà sử dụng cái những dòng mỹ phẩm này thì mọi người rất là yên tâm ha, rất là yên tâm, rất là lành tính. Ngoài ra thì Thu còn có là Sao Phong nè, Sao Phong nè. Rồi có cả là trên đào con Sao Phong đó nha mọi người. Đây và có cả rượu nữa nè, chào Lâm Hằng nha. Có cả rượu đông trùng nha, rượu đông trùng nữa. Rượu đông trùng mà ngâm trong một cái chai như thế này là thì tích nó 750ml nha mọi người. Đó, cái đây thì có thể là các bạn có thể là dùng để làm quà biếu tặng cho người thân hay là cho bạn bè, cho đối tác cũng được nha. Chào Lâm Hằng. Đó, còn đây là Sao Phong nha. Sao Phong thì lâu nay Thu phong phối thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Ngoài ra ngoài cái dòng ngoài Sao Phong là sản phẩm chính ha, thì còn có rất là nhiều cái mỹ phẩm nữa nha mọi người. Đây, rất là nhiều mỹ phẩm nha. Hôm nay là hàng về rất là tấp nập luôn. Và đặc biệt là trong cái chương trình gọi là bù cho cái ngày 20 tháng 10 thì Thu sẽ có những cái phần quà rất là hấp dẫn khi mà các bạn mua Sao Phong hoặc là mua những cái dòng sản phẩm mà mỹ phẩm chiết xuất từ Sao Phong thì đều có quà tặng hết nha mọi người. Ví dụ như là khi mà các bạn mua một cái lọ Sao Phong mật ong như thế này thì các bạn sẽ được tặng ngay là một cây son ha. Một cây son dưỡng, cái dòng son bên Thu chủ yếu là dùng để dưỡng môi nha. Nó sẽ giúp cho môi của các bạn mềm, không bị bong tróc và không bị gọi là môi của các bạn rất là mềm luôn. Đặc biệt là những cái bạn mà môi có cái gọi là tiền sử là bị khô môi, bị nứt nẻ môi á, thì đặc biệt là vào mùa lạnh thì cái tình trạng đó nó sẽ xảy ra càng nhiều hơn. Nên là khi mà các bạn dùng cái son dưỡng bên Thu thì cái môi của các bạn nó rất là mềm ha. Và cái vấn đề mà gọi là bong tróc môi nó sẽ không còn nữa nha mọi người. Đó, được chiết xuất từ trên tinh chất Sao Phong nha. Tất cả những dòng mỹ phẩm bên Thu có thương hiệu là BS Cosmetic và được sản xuất từ Made in Korea hết nha mọi người. Tất cả là đều Made in Korea hết. Và những cái lọ như thế này các bạn sử dụng thời gian khá là lâu nha. Ví dụ như là một cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ như thế này, các bạn sử dụng trong vòng 8 tới 10 tháng thì mới hết một cái chai như thế này nè mọi người. Nó rất là tiện luôn. Và dung tích của nó là tới 150ml, 150ml như thế này. Và nó sẽ là dạng bọt ha. Dùng thì nó rất là dịu nhẹ, độ pH nó phù hợp với cái vùng da nhạy cảm ha. Nên là các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy là nó có mùi thơm rất là dễ chịu. Ngoài ra là nó còn rất là tiện lợi nữa nha. Một cái chai như thế này sử dụng đến 8 đến 10 tháng luôn. Đó. Đây. Mỹ phẩm thì nhiều đúng rồi Hằng ơi, mỹ phẩm đang về rất là nhiều luôn. Còn đây là cái chai gọi là cái chai tẩy trang. Thì cái chai tẩy trang thì thực sự là chị em phụ nữ ai cũng cần phải dùng đúng không ạ? Không phải là chúng ta chỉ là tẩy trang khi mà chúng ta trang điểm đâu, mà các bạn hàng ngày mình tiếp xúc với bụi bẩn, mình đi ra ngoài đường bụi bẩn nè, nó cũng làm cho da của mình nó cũng bẩn, thì mình cần phải tẩy trang để cho nó được thông thoáng lỗ chân lông, để cho nó được làm sạch sâu. Và sau đó thì các bạn sẽ là dùng lại với bột rửa mặt ha. Bột rửa mặt đó, bột rửa mặt thì hôm trước thì Thu cũng có làm một cái live stream là Thu skin care từng bước luôn, từng bước là từng cái sản phẩm bên Thu phân phối đây nè. Thu dùng từng tất cả những cái dòng này thì Thu đang sử dụng nha. Thu đang sử dụng tất cả những dòng sản phẩm này. Và hôm trước thì Thu cũng làm một cái live stream mà làm skin care từng bước luôn rồi. Đó, thì hôm nay là chỉ live để nói về từng dòng thôi chứ không có skin care nữa nha. Đó. Chào Võ Thị Thanh Hương nha, chào Cẩm Loan, chào chị Thắm. Chúc tất cả mọi người thứ bảy thật là nhiều niềm vui nha mọi người. Đây là cái bột rửa mặt nha. Bột rửa mặt thì nó là dạng bột cho mọi người, nó khác những cái dòng mỹ phẩm, những cái loại sữa rửa mặt hay là dạng gel hay là dạng bột thì hay là dạng sữa. Đó, những cái dòng các bạn đã sử dụng trước đó thì nó có sự khác biệt một tí xíu. Thì đây là cái dòng bột, thì khi mà các bạn sử dụng nó rất là tiện luôn. Mình chỉ cần cho một ít vào lòng bàn tay, sau đó mình cho một ít nước vào, mình tạo bọt lên và mình rửa thôi. Và sau khi rửa thì da mặt của mình nó rất là sạch và rất là thông thoáng, cảm giác cái mặt của mình nó rất là nhẹ nhàng luôn á nha. Đây là bột rửa mặt, thì đây là nó có dung tích trọng lượng là 100ml luôn đó. Tất cả những cái dòng mỹ phẩm bên Thu thật sự là nói so với giá thì nó không hề mắc đâu mọi người. Nó một cái như thế này các bạn sử dụng từ 6 đến 8 tháng trở lên hết, nên là không hề mắc ha. Chào Đỗ Thị Thanh Vinh nha.
Đây, còn đây là bộ gọi là mặt nạ xà phòng này mọi người. Mặt nạ chiết xuất từ xà phòng luôn. Thì đây, cái này là Thu đang dùng này, cái hộp này Thu lỡ dở, Thu đang dùng, Thu chưa ra luôn nè. Trong một cái hộp này nó sẽ có 6 miếng nha, 6 miếng mặt nạ luôn. Đó, 6 miếng. Và mỗi miếng thì nó có dung tích là 25ml. Và đây là Thu dùng 42 miếng, là còn 4 miếng như thế này. Đó, nó sẽ có 25ml nha. Đó, các bạn sử dụng là các bạn sử dụng rất là tốt. Các bạn một tuần các bạn có thể là dùng 2 lần thôi, tuần dùng 2 miếng như thế này thôi nha. Đây. Đó, và cái lượng tinh chất ở trong này nó rất là nhiều, chắc chắn là các bạn sử dụng một lần nó không hết đâu. Các bạn có thể là đắp xuống cổ của mình này, hoặc là các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, và lần sau các bạn có thể là lấy ra mà để thoa lên mặt cũng được nha. Đó, và các bạn cứ để những cái miếng mặt nạ này vào trong ngăn mát tủ lạnh của mình, và các bạn cứ một tuần 2 lần mình lấy ra mình đắp làm thư giãn thôi, thì cái mặt của mình nó cũng sẽ sáng nè, nó cũng sẽ được chấp ẩm nè, da của mình nó cũng sẽ mịn màng hơn rất là nhiều nha. Đó, đây là mặt nạ xà phòng ha. Mặt nạ từ tinh chất xà phòng nha mọi người. Đây, một hộp như thế này là 6 miếng nha. Còn bạn nào mà quan tâm về giá thì các bạn cứ inbox cho Thu, thì Thu sẽ là báo giá cho các bạn sau ha. Đây, mặt nạ này đây rất là nhiều. Rồi, còn gì nữa mọi người? Rồi, sau khi mà mình tẩy trang xong đúng không, mình xài một rửa mặt xong rồi đúng không, thì mình sẽ đến cái bước gọi là xịt khoáng nha. Xịt khoáng thì mình sẽ, sau khi mà mình làm sạch da mặt xong thì mình sẽ dùng xịt khoáng để mà mình chấp ẩm cho cái da mặt của mình nha. Đây xịt khoáng bên Thu đây là cũng chiết xuất từ tinh chất xà phòng hết nha mọi người. Đó, đây là một cái chai xịt khoáng, nó cũng rất là dễ thương như thế này. Rồi, sau khi mà xịt khoáng xong thì mình sẽ xài đến tinh chất B5. Đây, cái B5 này thì Thu xài thực sự là một cái loại như thế này, Thu xài cũng 10 tháng rồi mà vẫn còn. Nó tới 190ml, nó tới 90ml lận. Và các bạn mỗi lần thì các bạn chỉ cần nó sẽ dạng như cái vòi hút đó mọi người. Mình chỉ cần mình hút một vòi như vậy là một ống như thế này nè. Đó, mình sẽ tùy theo khuôn mặt của mỗi người nữa, ít nhiều khác nhau. Thời gian đắp mặt nạ bao lâu một lần ạ? Thì sau khi mà các bạn nằm thư giãn thì tầm khoảng 20 đến 30 phút là được em. Mình sẽ là nằm thư giãn tầm 20 đến 30 phút. Và cái mặt nạ đây là mặt nạ collagen nha. Đó, mặt nạ collagen. Các bạn chỉ cần nằm đắp mặt nạ thư giãn như thế này thôi. Hoặc là trong thời gian các bạn nghỉ trưa đó, hoặc là các bạn buổi chiều, tùy theo khung giờ của mỗi người rảnh khác nhau thì các bạn có thể là sử dụng ha. Đây là cái mặt nạ từ tinh chất xà phòng ha. Có like TikTok không chị? Chưa có like TikTok em ơi, chị chưa có like TikTok được. Thời gian đắp mặt nạ bao lâu? Bột rửa mặt dùng như thế nào hả? Bột rửa mặt á hả em? Bột rửa mặt thì nó là cái dạng bột. Để chị lấy cái lọ bột rửa mặt mà chị thôi. Ở trên ghế là mình phải là lấy nước nữa. Cái bột rửa mặt này á là nó rất là dễ luôn. Thì trong lọ này đã đóng hộp sẵn như thế này rồi á, thì các bạn chỉ cần là lấy một lượng vừa phải cho vào lòng bàn tay, hoặc là nếu mà các bạn rửa bằng máy thì càng thấp nha. Mình sẽ cho cái bột rửa mặt đó vào lòng bàn tay để mình cho nước xíu nước vào, mình tạo bọt nó. Sau đó thì mình thoa lên mặt. Rồi nếu mà các bạn có máy rửa mặt thì mình sẽ dùng máy rửa mặt mình rửa thôi. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ rửa bằng tay, mình cứ thoa lên mặt mình rửa như bình thường như sữa rửa mặt thôi mọi người. Mà nó chỉ khác một cái là nó dạng bột thôi, chứ nó không có gọi là có gì sử dụng khác những cái dòng mà các bạn đã sử dụng đâu ha. Mình sẽ cho nước vào mình tạo bọt bình thường vậy thôi. Rất là dễ, rất là đơn giản luôn nha. Có like TikTok không chị? Không em, chị chưa có cái kênh TikTok của chị, chưa có được phép like. Nên là chị chưa có like trên TikTok được. Đây là bột rửa mặt nha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã đến cái bước là sử dụng serum B5 như thế này rồi á, thì nếu mà buổi tối thì chúng ta có thể là, nếu mà bạn nào muốn làm dùng thêm một cái lớp kem dưỡng nữa thì các bạn có thể là sử dụng kem dưỡng. Còn kem dưỡng thì bên Thu không có, Thu chỉ sử dụng cái bước B5 này thôi, là mình cũng đã có thể là đi ngủ rồi. Còn ngày hôm sau sáng dậy thì các bạn cũng là rửa sạch mặt bằng bồn rửa mặt nè. Sau đó là chúng ta cũng sẽ là xịt khoáng, rồi xong rồi mình sẽ làm một lớp B5 như thế này. Và mình sẽ dùng thêm kem chống nắng nha mọi người. Kem chống nắng thực sự là chị em nào cũng phải cần dùng cái món này cả. Mặc dù mình ở trong nhà mình vẫn là sử dụng kem chống nắng nha. Hôm qua thì Thu có đi chăm sóc da thì xuống chị đó chỉ mới làm cho Thu, thì chị thải độc chì đó mọi người. Cái da của mình nó thải chì ra rất là đen luôn. Rất là đen. Thì chị nói là cái da của mình mà lâu lâu mình cũng phải là đi thải chì, mình phải đi chăm sóc cho nó, mình gọi là gì ta, tẩy tế bào chết á. Thì khi mà da của mình nó được làm sạch sâu từ bên trong như vậy thì lúc đó mình sử dụng kem dưỡng, mình sử dụng những cái gọi là những cái kem dưỡng hay là tinh chất gì đó thì nó thấm hút vào da của mình được. Còn nếu không thì nó chỉ là ở trên cái bề ngoài và nó sẽ không có hút được vào da, thì da của mình nó cũng sẽ không cải thiện được đâu ha. Hôm qua thì Thu có đi thải chì và da của mình thải ra cái màu đen, nó rất là kinh khủng luôn mọi người.
Đó, nên là mình, và đặc biệt là khi chúng ta ở nhà thì các bạn cũng cần phải sử dụng kem chống nắng nha. Tại vì mình ở nhà, mình làm việc với máy tính nè, ánh sáng, điện nè, nó cũng sẽ làm cho cái da của mình bị sạm, bị nám hơn, bị sạm và bị nám nha. Đó, nên chúng ta cần phải là sử dụng kem chống nắng hàng ngày luôn. Kem chống nắng như bên Thu nó sẽ có hai dòng, một dòng là dùng cho da khô và một dòng là dùng cho da dầu nha. Đó, nếu như mà các bạn da dầu thì các bạn có thể là dùng cái màu hồng này, còn nếu mà da thường, da hỗn hợp thì các bạn có thể là dùng cái da cái màu xanh này nha. Đó, một cái tiếp như thế này thì nó cũng có trọng lượng là 50 ml nha mọi người, 50 ml. Và các bạn có thể là dùng một lúc hai cái màu này cũng được, các bạn sẽ mix vào nhau, mình sẽ lấy hai màu này mình trộn vào nhau và nó sẽ giúp cho cái da mình gọi là một cái lớp nền để mà make up luôn, nó nâng tông nhẹ nha, nó tăng nâng tông nhẹ. Như là da của Thu hiện tại thì Thu cũng đang dùng một lớp kem chống nắng nè đó, và một tí son thôi là xong rồi đó, chứ Thu cũng không có dùng nhiều. Buổi sáng thì Thu rửa mặt sạch xong rồi mình cũng xịt khoáng sau rồi mình lại một lớp E5 như thế này và một lớp kem chống nắng là thế là xong rồi đó, chứ cũng không có thời gian để mà làm nhiều bước như như là những bạn chuyên nghiệp đâu đó, nên là Thu chỉ là dùng như vậy thôi, hàng ngày như vậy thôi. Chào Thuận Lê nha, em chào chị lại chào Nguyễn Hương đó, được không ạ? Đây tất cả mỹ phẩm này rất là nhiều nha Thuận ơi, bạn nào lên đơn thì nhắn chị Thu gửi liền nha. Đây rất là nhiều mỹ phẩm đã về đây, rất là nhiều nha. Chào bạn Sim nha. Đó, đó là cái kem chống nắng nha mọi người, kem chống nắng như thế này. Và thực sự là sử dụng cái dòng sản phẩm bên Thu thì các bạn hoàn toàn yên tâm, nó được tiết chiết xuất từ tinh chất sa phong, và đặc biệt đó là tất cả những dòng sản phẩm này đều được sản xuất tại nhà máy lớn ở bên Hàn Quốc hết nha, nên là nó nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, và thành phần của nó cũng là từ những cái dòng thảo dược thôi. Các bạn sử dụng các bạn gọi là nó rất là lành tính nha, cái độ pH của cái kem chống nắng rất là cao nha mọi người, cái độ pH bên Thu là tới 50 cộng lần đó, nó sẽ giúp cho các bạn chống nắng được rất là hiệu quả ha. Đó được mà hai loại nha, màu xanh và màu hồng nha, đây màu xanh và màu hồng, bạn nào cái da dầu thì các bạn sẽ dùng cái màu hồng và các bạn màu xanh thì dùng cho da khô và da thường nha. Rồi xong cái bước sử dụng kem chống nắng rồi đúng không, thì mình sử dụng xong, mình đánh xong một lớp kem chống nắng rồi thì tiếp theo mình sử dụng một lớp son như thế này. Son như thế này thì hầu như son bên Thu thì cái màu nó rất là nhẹ nha, nó không có là đậm màu như là son son liền khác đâu. Son này nó thiên về cái dòng dưỡng hơn nha mọi người, nó sẽ giúp cho môi các bạn mềm, bớt khô, bớt nứt nẻ ha, chứ nó sẽ không có gọi là lên màu nhiều đâu. Nhưng mà Thu thấy như thế này nè, tại vì bây giờ hầu như là chị em phụ nữ đều xăm môi cả đúng không ạ, tất cả chị em mình đều xăm môi, nên là cái việc là cái môi mình nó cũng đã có màu sẵn rồi, thì mình chỉ cần dùng một lớp son dưỡng như thế này lên thôi thì cái môi của mình nó sẽ lên màu, thứ nhất là nó sẽ lên màu tự nhiên nè, thứ hai là môi nó sẽ có cái độ bóng nhẹ, nó cũng rất là tự nhiên, rất là đẹp rồi đúng không ạ, đâu cần phải là lên màu đậm đâu đúng không mọi người. Đó chỉ cần một lớp son dưỡng như thế này thôi, mình đi ngủ mình cũng có thể là sử dụng cái son này, nó giúp cho môi của mình mềm mà đúng không, nó sẽ không có gây hại gì cho môi của mình đâu, nên khi đi ngủ các bạn cũng có thể là sử dụng cái son dưỡng này nha, được chưa ạ? Son màu tím á là không màu, còn màu hồng thì nó sẽ lên màu nhẹ thôi, màu tự nhiên rất là nhẹ. Và có một màu kem nữa mà bên Thu hiện tại là không có còn màu kem, nên là chỉ có hai màu này thôi nha. Đắp mặt nạ da mát căng da, đúng rồi Sim ơi, đắp mặt nạ này rất là thích luôn. Thu thì hay thích là bỏ vào tủ lạnh á, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh xong rồi mình lại lấy ra mình đắp, như vậy là nó rất là thích luôn, da của mình nó rất là mát. Mà sau khi mà đắp xong á thì Thu không có rửa mặt đó mọi người, để cho cái tinh chất nó hấp vào da, nó hấp thụ vào da của mình luôn, và da của mình nó rất là căng, rất là mướt ha. Đó em chào chào chị Vũ Thị Quyên nha. Đúng rồi, nên là mặt nạ được lúc nào cũng là gọi là về đâu là hết đó nè, 6 hộp này là đã có khách rồi nha mọi người, đã có khách đặt luôn rồi. Thu về hàng về, nói chung là hàng về trên cũng là like xong là hàng đi thôi. Và thật sự là trên Facebook của mình cũng khá là ít đăng về mỹ phẩm, thật sự là ít đăng thật vì sao phong nó chiếm toàn thời gian của mình. Nhưng mà thật sự là ngoài những cái sao phong ra thì Thu còn rất là nhiều cái dòng sản phẩm từ sao phong như thế này nữa nha mọi người, rất là nhiều, nên là một lúc mình không thể đăng bài hết thì tiện thể là Thu live stream luôn để chia sẻ với mọi người xem live stream mọi người sẽ biết được nó cụ thể hơn ha. Còn ví dụ như các bạn muốn mua hàng, các bạn inbox cho Thu thì Thu sẽ báo giá cho các bạn nha. Đó hàng mới về Quyên ơi, hàng mới vừa về rất là nhiều nên là Thu like luôn. Và đây là một cái sản phẩm mà Thu gọi là best seller luôn nha mọi người, nó đang làm mưa làm gió trên thị trường, đó chính là dầu phủ bạc từ sao phong nha. Đây là dầu phủ bạc từ sao phong đó, thì dầu phủ bạc từ sao phong nó sẽ chiết xuất từ lô hội nè, từ rễ cây cam thảo nè, từ rau sam nè, và tinh chất có thành phần là tinh chất sao phong trong đó nữa, nên là những cái bạn mà bị tóc bạc sớm á, bị ra chân á, thì các bạn sẽ thấy là cứ mỗi tháng là mình phải đi nhổ đúng không ạ, mỗi tháng mình phải đi ra tiệm tóc để mà người ta gội đầu phủ bạc cho mình, thì thật sự nó rất là phiền đúng không,
Tại vì tháng nào mình cũng đi mà nhiều lúc mình ra mình làm thì cái điều mà mình e ngại nhất đó chính là cái sản phẩm, đúng không ạ? Cái sản phẩm nhiều lúc là người ta phủ bạc cho mình không biết nó là cái thuốc gì, thuốc dụng gì đó, nên là nó có, khi mà mình dùng những cái sản phẩm đó, thuốc rồi đó, nó là hóa chất thì nó sẽ làm cho da đầu mình, nó thứ nhất là nó sẽ gây rụng tóc nè, thứ hai thì nó sát cái da đầu nè đó, nó rất là sát da đầu. Như vậy mà mình dùng đi nhiều lần như vậy thì mình cũng rất là ngại. Thì bây giờ đây là một cái giải pháp dành cho các bạn nè, các bạn không cần phải ra tiệm, không cần phải mất thời gian đâu. Ví dụ như mỗi tháng mình ra tóc, mình ra chân bạc đúng không, thì mình chỉ cần lấy một lượng vừa phải tùy theo cái đầu của mọi người nha, nam nữ đều sử dụng được cả đó. Ví dụ như là cái tóc mình nhiều thì mình sẽ sử dụng một cái lượng nó nhiều hơn, còn nếu mà tóc ít thì mình sẽ sử dụng ít thôi. Một cái chai như này các bạn dùng cũng được tầm 10 đến 17 lần, thì tùy theo cái đầu của mọi người đó. Thì các bạn sẽ chỉ cần gội lên thôi và để trong tầm 15 phút là các bạn đã có một mái tóc đen rất là đẹp rồi ha. Không cần phải đi ra tiệm, không cần phải là uống nhiều thời gian chờ đợi đâu, nên chỉ cần các bạn có một cái chai như thế này, các bạn để trong nhà các bạn sử dụng nó rất là tiện luôn. Thì bên Thu nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nha. Màu đen và màu nâu thì hai màu này nó cũng đều cho ra màu đen cả. Màu nâu đen thì nó sẽ ra màu đen, nó gọi là màu đen tự nhiên hơn. Còn nếu mà màu đen như thế này thì nó màu đen rất là gọi là đen nhánh luôn á mọi người, đen huyền thoại luôn á. Nên là hầu như là Thu bán mọi người hay chuộng màu nâu đen nhiều hơn. Đó, một chai như thế này tới 500ml lần. 500ml các bạn sử dụng mình để dùng cho tóc phủ bạc không thì nó khá là lâu nha mọi người. Khá là lâu luôn. Đây, tóc của Thu thì vừa rồi cũng gọi như thế nè, gọi cái dầu này nè. Tóc của Thu là Thu nhuộm màu vàng, xong rồi nó xuống nó dài ra thì nó bị sơ và nhìn nó rất là sơ sát cái mái tóc luôn. Thì Thu mới gọi cái này thì Thu để tầm 10 phút thôi, nguyên cái đầu nha, Thu là dùng nguyên cái đầu luôn á. Thì Thu gọi tầm 10 phút thì nó đã ra cái một mái tóc màu đen như thế này rồi. Nó mượt hơn rất là nhiều và đặc biệt nó không hề có mùi hôi nha. Nó không hề có mùi hôi gì cả nha mọi người. Đó là điều mà Thu rất là thích. Chỉ cần chúng ta là gọi xong rồi gọi sạch, khi mà chúng ta bôi cái dầu này lên xong mình gọi sạch với nước là xong rồi đó, không cần phải là gọi bằng dầu gội luôn. Tại vì nó không có hề hôi gì cả nha. Đó, chào Huyền Vũ nha, chào Phương Mai Bùi. Đó, nên là các bạn rất là yên tâm khi mà sử dụng những cái dòng mỹ phẩm mà Thu. Và tất nhiên Sao Phong thì lâu nay Thu kinh doanh cái dòng này đã 4 năm rồi, thì chất lượng thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không. Rất là nhiều khách hàng mà khi Thu đã bán cái sản phẩm này thì hầu như mọi người đều quay lại. Đó, và Thu rất là kỹ trong cái việc là lựa chọn cái sản phẩm để mà phân phối. Đó, nên là khi mà các bạn đã tin tưởng Thu sử dụng cái sản phẩm Nhiều Hoa Nhị Tan Sao Phong này rồi thì các bạn hãy yên tâm để mà sử dụng những cái sản phẩm mà Thu đã chọn đây ha. Tất cả những dòng sản phẩm này đều là của công ty Tây Á và là gọi là sản phẩm độc quyền cả nha mọi người. Đó, tóc đẹp quá. Mới cắt tóc nè, chờ chuẩn bị là đi ăn tăng gia nhà của leader nên là phải là cắt tóc liền nè, làm tóc mới liền. Đó, Mai đang về quê hả Mai? Được không ạ? Bây giờ nha, trong cái chương trình ngày hôm nay, nếu mà các bạn mua một cái nọ son phong như thế này thì Thu sẽ tặng ngay cho các bạn là một cái son dưỡng như thế này để các bạn về các bạn sử dụng nha. Vừa có son phong để uống mà vừa có son để dùng luôn nha các mọi người. Đó, rất là tiện luôn, rất là tiện lợi ha. Đó, còn với những cái dòng ví dụ như là mặt nạ son phong này nè, thì khi mà các bạn mua thì Thu cũng sẽ có quà tặng. Ví dụ như các bạn mua một hộp như thế này thì Thu sẽ tặng thêm cho các bạn một miếng nữa, đúng không ạ? Đó, hôm nay là sẽ là tặng quà. Bạn nào mua hàng trong cái livestream trong ngày hôm nay luôn đều có những cái phần quà tặng được Thu hết. Và quà tặng như thế nào các bạn có thể là inbox thì Thu sẽ tư vấn luôn cho mọi người nha. Đó, đây là tặng quà bù cho ngày 20 tháng 10. Tại vì hôm đó là thông báo lên live mà không có live được, không biết là Facebook nó không cho like, không cho like luôn. Đó, được không ạ? Rồi, đây. Và một cái dòng sản phẩm hồi nãy Thu cũng có giới thiệu với mọi người, đó là rượu đông trùng nha. Rượu đông trùng này là đã cấy sẵn trong chai như thế này rồi. Và để có một cái chai rượu như thế này, để cấy được một cái chai như thế này chúng ta cần phải mất 3 tháng thì nó mới gọi là cái nấm đông trùng nó mới dài và nó mới đầy đủ dược chất được. Và Thu đã ngâm sẵn như thế này thì tầm mình ngâm thời gian càng lâu thì mình sẽ dùng càng tốt ha. Nó sẽ giúp cho mình tăng cường sức đề kháng nè, rất là tốt cho bổ thận tráng dương. Rất là khỏe ha, rất là tốt cho tim mạch nữa. Đó, một ngày thì mình, đây là mình sử dụng, mình uống để mà bồi bổ sức khỏe thôi. Một ngày sử dụng tầm một ly nhỏ như thế này, tầm một ly nhỏ thôi nha, chứ không phải là uống mà để dạng như là nhậu như mọi như là mấy anh nhậu thì cái mấy như là không xi nhê gì đâu nha mọi người. Đó, và rượu này thì Thu sẽ có hộp rồi hết cho mọi người. Và khi mà cho vào để mà mình đi tặng, mình xách một cái túi xách đi tặng, nó rất là sale, rất là xịn luôn ha. Đó, và nếu như mà các bạn muốn sử dụng là thêm cái sao phong vào, cho sao phong vào thì Thu sẽ ngâm thêm cái sao phong vào trong này. Đó, rượu đông trùng kết hợp với sao phong thì nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ thứ nhất là vì cái màu sắc của nó các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Nếu mà các bạn muốn nữa thì sẽ ngâm thêm cái kỷ tử vào mọi người. Đó, ngâm thêm kỷ tử vào nữa, rất là xịn luôn nha. Rồi, bạn nào mà muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp lên Thu nha. Thu sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho mọi người. Và Thu nói nhắc lại là trong chương trình ngày hôm nay, trong ngày hôm nay luôn, thì nếu mà các bạn lên đơn thì Thu sẽ có những cái phần quà đặc biệt dành cho mọi người nha. Đây là cái chanh đào sao phong nè.
trên đầu Sao Phong thì bây giờ là đang là thời tiết giao mùa, nên là mỗi nhà các mẹ nên chuẩn bị một cái lọ như thế này để sẵn ở trong nhà của mình, thì khi nó sẽ giúp cho các con về cái vấn đề mà viêm họng nè, bị cảm lạnh nè, khi mà các con ho nhiều á thì mình chỉ cần cho con dùng một cái ly trên đào nhỏ thôi, thì nó sẽ giúp cho các con cái viêm hô hấp, viêm cái bệnh ho đó, nó sẽ hiệu quả lắm nha. Rất là nhiều hàng. Còn đây là Sao Phong nha mọi người. Sao Phong thì khỏi cần phải nói không, nhìn thấy mặt Thu là biết là Thu là bán Sao Phong rồi đúng không, biết là Thu phân phối Sao Phong 4 năm nay rồi đúng không mọi người. Đây là hàng Super Nizin mà được nhập khẩu nguyên luôn nguyên kiện từ công ty Tây Á nha, với dòng thương hiệu là Marama nha. Đó, nhắc tới Thu là biết là Thu Sao Phong rồi, nên là không cần phải giới thiệu về nhiều đúng không, và chỉ cần là các bạn yên tâm mà đặt hàng đó. Rất là nhiều khách hàng mà khi đã mua sản phẩm bên Thu nên đã dùng thời gian cũng khá là dài, nhưng mà rất là yêu quý và rất là tin tưởng Thu, chỉ cần hết là đặt hàng đó. Thì Thu cũng rất là biết ơn những cái tình cảm, những cái sự yêu mến của tất cả anh chị em quý khách hàng đã dành cho Thu, và Thu mong rằng thời gian tới sẽ được sự yêu thương và sự ủng hộ tiếp tục của mọi người nha. Đó, hàng bên Thu luôn là hàng chính hãng, và Thu dùng cái loại nào thì Thu bán loại đó thôi, mình sẽ không có bán những cái loại nhiều loại trời ơi đó ở đâu, nên là mọi người sử dụng mọi người rất là yên tâm. Và các bạn cứ là nhắn tin cho Thu để mà Thu tư vấn và tặng quà cho mọi người nha. Trong ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, hàng về là sẽ là live stream và chia sẻ và tặng quà cho mọi người ngày hôm nay thôi. Còn sang ngày mai thì Thu chắc chắn là những cái số hàng này nó không còn nữa đâu, nó đã có chủ hết rồi, nên là các bạn chỉ trong ngày hôm nay, duy nhất ngày hôm nay mới được tặng quà nha. Đó, bạn nào lên đơn trong ngày hôm nay sẽ được tặng quà, còn sang ngày mai thì Thu chắc chắn là những cái số hàng này nó sẽ không còn đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong một cái live stream tiếp theo của Thu nha. Mỗi tuần thì Thu sẽ lên từ 1 đến 2 live stream, thì mọi người sẽ follow Thu nha, theo dõi những cái live stream của Thu nha. Xin chào.